Chào mọi người quay trở lại kênh Moon Family TV nha mọi người. Hôm nay là ngày sinh nhật của bé Moon, con 2 tuổi. Nên là mẹ chuẩn bị một ít đồ để mời các những người bạn thân của mẹ về bé Moon để giữ sinh nhật bé Moon mọi người nhé. Tại vì buổi sinh nhật mẹ xong nên bây giờ là sinh nhật Moon là không tổ chức to nữa, mà chỉ gọi là ở trong gia đình những người bạn bè thân thiết thôi, ăn vặt thôi chứ không tổ chức linh đình nữa. Mình mới làm sao mày sinh nhật chả có gì mọi người ạ. Này bánh kẹo đơn giản là này thôi. Một ra kia đơn giản này thôi mọi người. Hôm nay tổ chức sinh nhật cho bạn Moon cho nên là nhà cửa hơi bừa bộn mọi người. Sinh nhật bằng ngắn. Sau khi ăn uống dọn dẹp xong thì đến tiết mục bóc quà. Em mình có một cái kính làm quà đấy. Ôi trời ơi trời. Trời con đưa mày bỏ lên nào. À con tự đéo luôn à. Trời ơi cái kính xinh này nhìn như tớ vợ đéo. À con đeo ở nơi tai đi, con đeo ở nơi tai đi. Có đeo trên tai đây, bỏ trên tai đấy, bỏ đây. Đeo con tên. Ui chà chà ơi xinh thế. Bé Moon xinh thế. Ui, đây này, đây con nào gái đấy. Con nào đấy ai. Quà sinh nhật mọi người tặng em nè.
em. Ôi trời ơi, răng mặt sinh nhật này. Ui trời ơi, đây. Quà sinh nhật đây. Đấy, quà sinh nhật của ai tặng muốn đây nhỉ? Ôi, quà sinh nhật nhiều quá. Đây này này. Đây là quà sinh nhật của Moon nha. Đấy, quà sinh nhật của Moon mà nhiều thế này đấy. Đây, 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 đứa mày xem cái vải này nè. Đây, vải sinh nhật của quà của Moon đây này. Đẹp thế. À, đây nè. Chui, mày ngắm mua cho Moon cái áo này xinh thế. Thấy không? Đấy. Ui, xinh thế. Cái này của ai đây? Này là của ai đây? À, của em à. Cho mẹ gạo này nha. Muốn ơi cho mẹ. Muốn ơi cho mẹ gạo này nha. Không à, của ai đấy? Của áo này của ai đấy? Em. Của em nào? Của em. Em nào? Em. À, của em Muốn à. Ừ. Yeah. À thế thế cho chị như cái vải này nha. Em chứ. À của em luôn à. À thế cái à cái bộ này cho đi, cái bộ này cho chị Uyển Nhi đi. Ừ. Em nha. À hay là cái bộ này cho chị Tít nha. Em nha. Của em luôn à. Của em luôn à. Em nha. À thì cái bộ này đưa đi cho đây này. Bộ này rộng quá, đưa đi cho nha. Em nha. Của em luôn à. Em là ôi cái chim của Muốn nó làm nào. Đấy cái vải này của Muốn luôn à. Cái vải này của Muốn luôn à. Ôi vải này ai mua mà xinh thế, áo này nữa này, ôi giời ơi. Em đấy. Sao đẹp thế này. Trời ơi, giống một muốn điều này. Này ai tặng nữa đây. Nhiều quá. À lúc chiều muốn có đôi, được tặng đôi giày đẹp đó nữa nhỉ. Cho chị Uyển Nhi bớt đi nha. Không. À không à. Cho chị Uyển Nhi à. Ôi trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, quà kìa. Quà của nàng kìa. Quà của đại cá thầy. Đó, quà của đại cá không cho ai hết. Cho đi, cho bớt nha. Cho bớt nha. Không cho à. Để cho ai mặc. Quà của muốn để cho ai mặc đấy. Đi cho em bé nha. Cho em bé mặc nha. À, của em à. Là ôi, em mặc làm sao hết được. Nhiều quá. À, của chị Nhi à. Cho chị Nhi nha. Không. À không à. Của em đấy. À của em đấy à. Ôi trời ơi, của em đấy. Em đấy. À của em đấy à. Của em đấy. À, để muốn cho mẹ một cái thôi. Được không? Muốn không yêu mẹ à? Muốn không cho mẹ à? Cho mẹ một cái nhá. À rồi, muốn cho mẹ cái nào nào? À cho mẹ cái này à. À mẹ cảm ơn Muốn nha. À rồi, mẹ cảm ơn Muốn nhiều. À cho mẹ cái này nữa. À thầy có cho chị Uyển Nhi không? À mẹ cho chị Uyển Nhi với nhá. À không cho chị Uyển Nhi à? Cho bà không? Ông. Cho ông không? Ông. Con bye bye chào mọi, bye bye chào mọi người à. Chào mọi người. Chào rồi. À. À. Con đi ngủ đây à. À. Con đi ngủ. Đi ngủ. Đây à. Dạ à. Chúc mọi người rồi. Vui vẻ. Để. Cảm ơn mọi người nhiều. Nhiều. Đã theo dõi kênh của con. Con. I love you. Love you. Bye bye. Love you. À, con bye bye mọi người đi. Bye bye. Bye bye. Bye bye.